Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thiên học Đồng Phương. À, chúng ta đang theo dõi bài 7 trong khóa học Excel cơ bản dành cho người mới bắt đầu. À, và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng thẻ Data để chúng ta thực hiện lệnh sắp xếp và lọc trong Excel. À, đầu tiên chúng ta học thao tác sắp xếp trước. Thì cái đây là cái bảng dữ liệu mà mình đã tạo ra bằng cái những cái ham ngẫu nhiên ở bài trước. Nếu các bạn chưa xem bài trước thì hãy coi lại ha. Bây giờ mình thấy cái cột ngày bán này đã đang sắp xếp lộn xộn mình muốn nó sắp xếp tăng dần từ đầu tháng đến cuối tháng đến cuối năm và năm 2023 trước đến 024 cho chúng ta không muốn nó lộn xộn như thế này. Thì chúng ta sẽ bật chức năng sắp xếp lên. Sau đó chúng ta sắp xếp. À, đầu tiên chúng ta sẽ bôi đen cái bảng này trước. Chúng ta bôi đen những cái cột mà muốn nó sắp xếp theo thôi. Còn những cái cột nào mà cố định không muốn sắp xếp theo thì chúng ta không bôi đen. Ví dụ như ở đây chúng ta có cột số thứ tự, chúng ta không muốn nó sắp xếp theo bởi vì cơ bản là số thứ tự nó luôn luôn là tăng dần cho nó không có lộn xộn. Nếu chúng ta bôi đen số thứ tự nữa thì khi mà cái cột ngày bán này nó sắp xếp thì cột số thứ tự nó sẽ sắp xếp theo nó bị lộn tung phèo hết. Cho nên là chúng ta chỉ bôi đen những cột cần thiết thôi, loại trừ cột số thứ tự ra để bôi đen hết tất cả các bảng từ trên xuống dưới các bạn giữ phím control shift sau đó bấm dấu mũi tên xuống. Thì ở đây mình đã có 50.000 sản phẩm mà mình đã tạo ra ở video trước ha Sau khi bố đen xong chúng ta vào thẻ data Các bạn chọn là Sort Thì bởi vì ở đây chúng ta đã có dòng tiêu đề Cho nên khi chúng ta chọn cái Sort này Chúng ta chép vào cái mục này Các bạn thấy mình chép vào mục này thì Cái cái dòng tiêu đề này nó sẽ chạy vào trong cái mục là Sort By đây Đó các bạn thấy không Thấy nha nếu như chúng ta không chọn dòng tiêu đề thì ở sọc bài này nó có dạng là B, C, D, E Tuy nhiên nếu cái bảng mà của chúng ta có dòng tiêu đề thì chúng ta chép vào đây đó Như vậy thì ở đây nó có tiêu đề để chúng ta chọn cho nó dễ đúng không Rồi ở đây mình sẽ chọn sắp xếp theo ngày bán Ở đây là sale value thì mình để mặc định ha Còn những cái ở dưới này là ví dụ như sắp xếp theo màu thì ở đây mình ít sử dụng à, Chúng ta chỉ chọn là sale value mặc định thôi Chúng ta không không chọn gì ở đây hết. Ở đây cái order là cách sắp xếp à, tăng dần và giảm dần. Ví dụ ở đây mình muốn sắp xếp à, tăng dần, 2023 trước rồi tới bốn thì mình chọn là à, cái ở trên, còn không thì mình chọn giảm dần thì mình chọn là dòng dưới là mới tới cũ, Có nghĩa ngày mới trước rồi tới ngày cũ. Đây à, mình chọn là tăng dần nha. À, chúng ta bấm ok như vậy thì các bạn thấy là dữ liệu của chúng ta đã sắp xếp là ngày 1 tháng 1 2023 trước à, sau đó sắp xếp đến cuối cùng nó là ngày 31 tháng 12. 2024 Ok chưa bây giờ mình không sắp xếp theo ngày nữa mà mình sắp xếp theo tên hàng Thì mình cũng bôi đen từ trên xuống dưới bấm Ctrl Shift và dùng mũi tên xuống Để chọn hết bảng Sau đó mình vào là data Chọn là sort à, Mình chọn thay đổi lại ở đây là tên hàng đó, Mình sắp xếp từ tên hàng Thì tên hàng à, Bởi vì nó là chuỗi cho nên ở đây cái mục order nó là từ A tới Z hoặc là Z tới A cái nghĩa là theo alphabet á mình chọn lại từ sắp xếp tăng dần là chọn A tới Z đúng không? Sau đó mình sẽ bấm OK Thì những sản phẩm nào nó cung tên thì nó sẽ nằm chung một chỗ cho mình xem, đó, các bạn thấy không Tương tự ví dụ muốn sắp xếp theo số lượng thì cũng bôi đen cái bảng này à, Sau đó mình cũng tương tự vào Data chọn Sort Và mình sẽ chọn là Số lượng à, Số lượng thì cái mục Order nó là cái, cái chữ khác Nó là chữ uh, chữ Small to Large uh, là có nghĩa là từ nhỏ tới lớn à, Nếu như vậy các bạn không biết tiếng Anh thì mình hiểu chung một cái dòng đầu tiên mình chọn lựa chọn đầu tiên á là từ nhỏ tới lớn còn dòng thứ hai là từ lớn tới nhỏ đó bí dụ như ở đây chọn ngày bán mình không biết tiếng anh thì ở đây là từ tăng dần này giảm dần này đó tương tự với tên hàng vậy dòng đầu tiên là tăng dần dòng thứ hai là giảm dần các bạn nhớ nhớ quy luật như vậy ha bây giờ ở đây mình sắp xếp à, bây giờ mình không không sắp xếp theo tên hàng nữa mình muốn sắp xếp theo số lượng đây mình chọn là số lượng, mình chọn là từ, ví dụ từ lớn tới nhỏ đi để xem xem thử mặt hàng nào bán lớn nhất, đó, rồi bấm OK. đấy, thì các bạn thấy là 100 là 100 là lớn nhất ha, sắp xếp, đó. À, đó là cách sắp xếp theo một điều kiện thôi. còn bây giờ mình muốn sắp xếp theo nhiều điều kiện, ví vào đây, à, mình vào data, mình chọn sort, à, mình muốn sắp xếp theo ngày bán, à, nếu mà trùng ngày bán thì chúng ta sắp xếp theo tên hàng, thì mình sẽ add thêm một level nữa ở level thứ nhất đây mình chọn nó là nghệ bán mình cho nó là ví dụ như mình cho nó là tăng dần đi ha rồi nếu mà trùng nghị bán thì sẽ sắp xếp theo tên hàng à, tên hàng thì mình sẽ add thêm một level ở đây nữa à mình chọn ở đây là mình chọn là tên hàng tên hàng thì cũng có lựa chọn là tăng dần hay giảm dần ví dụ ở đây theo tên hàng giảm dần đi à, cho là ha mình chọn là zta rồi nếu mà trùng tên hàng thì mình sẽ sắp xếp theo cái gì nữa thì tùy mình ví dụ như mình Thêm level nữa nếu trùng tên hàng mình sắp xếp theo số số lượng ở đây mình chọn là số lượng này, Đó, mình chọn là số lượng từ nhỏ tới lớn đi chọn dòng đầu tiên, Đó, xong bấm OK như vậy thì Excel à, này sẽ sắp xếp đầu tiên ưu tiên ngày bán trước nếu mà trùng ngày bán sắp xếp theo tên hàng mà tên hàng ở đây mình cho giảm dần đúng không? Nếu mình trùng tên hàng nữa thì nó sắp xếp theo số lượng tăng dần rồi bây giờ mình OK thử xem sao nha OK này, thì bây giờ mình xem ở đây đầu tiên nó sắp xếp là ngày một trước đúng không? Rồi mới tới ngày 2 này đúng không? ở đây sẽ có ngày 1 nếu mà trùng ngày thì nó sẽ sắp xếp theo tên hàng giảm dần thì ở đây các bạn thấy là sản phẩm 9 xong rồi tới sản phẩm 8 tới 7, 6, 5, 3 Đó. nhưng mà trong những sản phẩm 9 này trùng nhau nữa thì nó sẽ sắp xếp theo gì? theo số lượng đó số lượng hồi nãy mình cho là số lượng giảm dần cho nên là ở đây nó là số 3 trước rồi tới 54 hồi nãy là số lượng mình cho tăng dần vậy đúng không thì số lượng nhỏ nhất nó nằm trên tới tăng dần theo như thế này thì đó là cách sắp xếp theo nhiều điều kiện chúng ta add thêm nhiều level khác nhau bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang lọc dữ liệu vừa rồi chúng ta học sắp xếp bây giờ chúng ta lọc dữ liệu là chúng ta sử dụng cái công cụ đó là data và filter này để kết hợp cái filter này thì các bạn bôi đen cái dòng tiêu đề của nó sau đó các bạn chọn là filter thì đây là cách để chúng ta bật chế độ filter thì lúc này cái tên hàng nó cái dòng tiêu đề nó sẽ có cái mũi tên các bạn thấy không các bạn kích vào đây, Đó, coi mũi tên này. Chúng ta chỉ bôi đen dòng tiêu đề nếu mà dữ liệu chúng ta liên tục từ trên xuống dưới. Còn trong trường hợp giả sử như ở đây, giả sử như cái bảng dữ liệu mà chúng ta có chèn dòng trống như này thì chúng ta không thể chỉ bôi đen tiêu đề mà chúng ta bật filter được. Bởi vì khi mà chúng ta có một dòng trống này, thì dữ liệu nó sẽ được ngắt tới đây thôi. Đó. Cho nên nhiều bạn thường sắp xếp nó sẽ bị mất dữ liệu do có một dòng trống chen ngang như thế này. À, bằng chứng là ở đây mình kích vô thì các bạn thấy nó chỉ có là một sản phẩm số 8, số 9 thôi nhưng sản phẩm dưới đây nó không có cho nên là để an toàn nhất thì khi chúng ta muốn lọc dữ liệu thì chúng ta sẽ bôi đen cái bảng hết bảng này luôn cũng tương tự các bạn có thể để ra chuột bấm trên A cũng được để nó chọn hết bảng nếu trên A không chọn hết cứ nghe các bạn bấm trên A sau đó các bạn kéo xuống để mình kiểm tra thử cái vùng bôi đen nó phủ hết dữ liệu hay chưa nếu chưa phủ hết thì các bạn phải chọn lại cách thủ công như mình hướng dẫn trước đó đó là các bạn bôi đen dòng trên sau đó bấm Ctrl Shift và dấu mũi tên xuống để chúng ta bôi đen hết cái vùng mà chúng ta cần cần lọc nha để nó không bị sót dữ liệu sau đó các bạn vào data và chọn filter để bật chế độ filter lên như này là chắc chắn nhất à, bây giờ lọc thì chúng ta sẽ kích vào lọc theo dữ liệu ở cột nào thì chúng ta sẽ kích vào dấu mũi tên ở cột đó ví dụ như ở đây mình muốn lọc theo à, tên hàng là sản phẩm số 5 thôi thì ở đây mình sẽ kích vào dấu mũi tên này và mình sẽ bỏ chọn là select all đây và mình kéo xuống mình chọn là chỉ sản phẩm số 5 thôi ở đây mình kích vào sản phẩm số 5 sau đó bấm ok như vậy thì các bạn thấy các bạn như liệu chúng ta chỉ hiện ra những sản phẩm số 5 các bạn thấy không đó hoặc là ví dụ như chúng ta muốn vừa sản phẩm số 5 mà vừa sản phẩm số 6 thì chúng ta chết chọn thêm sản phẩm số 6 bấm ok để các bạn thấy à chỉ sản phẩm số 5 và số 6 tương tự như vậy chúng ta cũng muốn những sản phẩm khác nữa thì chúng ta chết như này đó ok chưa Rồi chúng ta ok đó rất là đơn giản thôi không có gì khó hết muốn bỏ lọc đi thì cũng ở thẻ data này mình bấm nút clear để chúng ta bỏ lọc hết à, hoặc là ví dụ như khi mà chúng ta lọc theo tên hàng theo cột nào á thì ở cột đó nó có một cái biểu tượng lọc ở đây các bạn thấy nó có cái, cái dấu mũi tên nó có thêm một dấu mũi tên nhỏ ở đây nữa mình kích vào đây xong mình chọn là clear à, filter có nghĩa là xóa filter theo cái cột này đó là cái cách lọc dữ liệu theo tên hàng. Bây giờ ví dụ ở đây mình lọc theo ngày bán thì ở đây là giá trị cột ngày thì chúng ta khi mà chúng ta kích vào á thì nó không có hiện những giá trị giống như ở trong cái cột tên hàng nữa mà nó sẽ là dưới dạng là ngày ở đây. Các bạn xem là ở đây nó nhóm là cho chúng ta này là 2024 này, 2023 này, đúng không? Thì khi mà chúng ta kích vào cho cộng cạnh bên thì sẽ sổ ra những cái tháng trong cái năm đó. Mà khi mà chúng ta kích vào cái tháng nữa thì nó sẽ hiện ra tất cả những ngày trong tháng đó đúng không chúng ta không muốn nữa thì chúng ta kích vào dự trừ đây nên nó thu hẹp lại à, thu hẹp lại tương tự với năm 2023 cũng thế đúng không như ví dụ ở đây mình muốn lọc theo mình lọc năm 2023 thôi thì mình sẽ bỏ chết ở đây đúng không mình chỉ chọn 2023 xong bấm ok thì ở đây các bạn thấy là nó chỉ lọc ra 2023 thôi là không có 2024 tương tự với những cái năm khác ví dụ ở đây mình chọn năm 2024 thì mình bỏ chết 2023 đi mình chọn là 2024 thì tôi bấm ok đó chỉ ra 2024 trong trường hợp khác nữa mình muốn chỉ lọc trong một tháng trong năm đó thôi bây giờ đây mình mình muốn lọc là tháng 5 2023 thôi thì mình bỏ chết 2024 đi mình chọn là 2023 rồi xong rồi mình mình sẽ gì mình kích cho cộng nó hiện tháng đúng không mình bỏ chết 2023 đi để nó bỏ xét hết các tháng bây giờ mình chọn lại tháng 5 là may nè tháng 5 của 2023 thôi đó. bỏ xét hết những cái tháng này đi sau đó chúng ta bấm ok thì ở đây các bạn thấy là chỉ hiển thị ra tháng 5 của 2023 thôi đó, rất là hay hoặc là ví dụ như trong tháng 5 mình muốn lọc chuyên sau thêm xíu nữa mình muốn là lọc ở ngày 1 thôi ngày 1 tháng 5 thôi thì mình bỏ xét cái tháng 5 luôn rồi mình chọn lại ngày 1 bấm ok thì nó chỉ hiển thị ngày 1 của tháng 5 thôi bạn thấy rất đơn giản rất hay đúng không thì cái lọc khi mà chúng ta lọc ngay nó sẽ khác so với lọc tên hàng theo kiểu chuỗi à, ngày thì nó sẽ lọc theo kiểu ngay thì đó là cách lọc cơ bản là chúng ta kích chọn giá trị để nó lọc ra à, còn bây giờ mình sẽ lọc chuyên sâu hơn một tí nữa mình cũng kích vô đây à, mình có cái gọi là Death Filter này Death Filter nó chuyên sâu hơn xíu nữa nha uhm, nó sẽ cho chúng ta lựa chọn những cái lệnh có trong đây nếu các bạn biết tiếng Anh thì các bạn đọc rất là dễ ví dụ như ở Equals là bằng đúng không là bằng ngày nào đó mình kích vô đây mình nhập cái ngày đó vào ví dụ như mình nhập một ngày chính xác mình không phải kích vô đây rồi mình chọn ngày tháng năm trong đây mà mình chọn lệnh này cũng được bằng ví dụ giờ đây mình lọc là ngày 5 tháng 4 2024 mình nhập trực tiếp vô đây luôn xong cái mình bấm OK à không có đúng không không có ngày 5 tháng 4 đúng không bây giờ mình chọn lại xem một ngày nào đó à, mình có thể là mình sẽ kích vào đây mình chọn đó ví dụ như tháng 5 năm 2024 mình chọn ngày năm ở đây bấm ok đó thì các bạn thấy nó ra đúng không à, hoặc là à, nâng cao hơn xí nữa còn những lệnh khác ví dụ như là trước ngày nào đó không ví dụ như ở đây mình chọn là trước ngày trước ngày mình chọn là 27 tháng 2 ở đây mình chọn là tháng 2 này à mình chọn tháng 2 mình chọn ngày 27 như là trước ngày 27 tháng 2 bấm ok đó. Thì nó sẽ ra là trước ngày 27 tháng 2 cho ta Nó chỉ là từ ngày 26 tháng 2 từ để đổ về trước thôi đó. Rồi tiếp tục mình sẽ khám phá thêm một số lần nữa Ví dụ là sau ngày nào đó Hoặc là giữa ngày nào đó, đó. Cái giữa này cũng rất hay nè Ví dụ ở đây mình chọn là Mình chọn một quý thôi Một quý ví dụ như quý 1 năm 2024 thôi Ví dụ ở đây quý 1 2024 Thì chúng ta chọn là từ ngày 1 tháng tháng 1 2024 Đúng không? À, tới tới ngày nào đó này Ở đây đây là từ ngày này Đây là đến ngày này thì ở đây mình chọn là quý 1 nó tới là tháng 3 um, 31 tháng 3 2024 Thì ở đây mình chọn là tháng 3 Đúng không? 31 tháng 3 2024 Tùy mình nha, mình muốn ngày nào cũng được Sau đó các bạn bấm OK Thì nó chỉ hiện dữ liệu của cái Từ ngày đến ngày mà mình đã chọn thôi Ví dụ ở đây nó sẽ lọc ra là 31 tháng 3 2024 Đó, rất hay đúng không? Trong cái lọc ngày tháng này nó rất là nhiều Ví dụ như ở đây mình chọn là tomorrow là ngày mai này Uh, yesterday là hôm qua nè, today là ngày hôm nay nè. ví dụ như mình lọc ngày hôm nay coi, ông lọc ngày hôm nay, thì ngày hôm nay là ngày 5 tháng năm 5. hiện đây, đó, rất hay. rồi tiếp tục, ừ, ví dụ như ở đây hôm qua nè, à, tuần tới nè, à, tuần này, à, tuần trước, đúng không, ừ, tháng tới, tháng này, tháng trước, tương tự như quý, Với năm cũng vậy. thì à, các bạn rảnh, các bạn vào đây, các bạn ngồi và các bạn chọn, các bạn thử lọc, hả? À, đó. thì đó là cách lọc theo ngày, chưa ví dụ lọc theo số cũng tương tự thôi số ví dụ như ở đây mình mình bỏ lọc đi giờ mình đã bỏ lọc này Bây à, giờ mình lọc mình kích và uh, sai cột số thì trong cột số thì nó cũng cho chúng ta chọn số lượng kích chọn như này ví dụ số 1 thôi số 2 số 3 thì mình chọn giống như cổ điển rồi ha những lựa chọn lọc nâng cao như là number filter các bạn thấy là bằng nè không bằng hoặc à, lớn hơn một số nào đó giờ ở đây mình chọn là à, lớn hơn những sản phẩm lớn hơn 50 đi mình chọn 50 đó, ok đó thì những cái số hiện số lượng 50 thì nó mới hiện ra đó, tương tự với những cái khác như là à, lớn hơn hoặc bằng này đúng không nhỏ hơn nhỏ hơn bằng hay là nằm ở giữa hay là top 1 hay là top 10 à, 20 sản phẩm bán chạy nhất à, trên trung bình hay là dưới trung bình cứ kích vô đây và mình chọn ví dụ như ở đây mình chọn lớn hoặc bằng à, đó mình ở đây mình chọn là lớn hoặc bằng à, 60 đi đó, ok mình thấy nó hiện ra này đó, lớn hoặc bằng 60 ví dụ như mình cho là top 100 sản phẩm à 100, trăm 100 gì đây. 100 sản phẩm bán chạy nhất hoặc là vì một 100 sản phẩm bán ít nhất. Bây giờ mình chọn ok. Thì đó 100 số 1 nó hiện ra này, bạn thấy không? Là cơ nghe bán thấp nhất đó. Rồi, thì đó là cách mà chúng ta lọc số lượng. Tương tự với thanh tiền ngoài kiểu số thì nó có chung một cái kiểu đó là number filter. À, còn tên hàng thì nó là sẽ là text filter. Trong cái text filter này nó sẽ có một số cái cũng rất là hay nữa. Bây giờ mình bỏ cái clear filter này mình nói thêm cái cái lọc theo chuỗi ha ở đây tên hàng này à, mình sẽ chọn là text filter trong đây thì nó sẽ có những lựa chọn ví dụ như là bằng cái tên sản phẩm nào đó đúng không hoặc là ví dụ ở đây mình sẽ cho nó là đây là không bằng còn đây là bắt đầu bằng một chữ nào đó ví dụ như sản phẩm của chúng ta chúng ta cho bắt đầu bằng chữ a chữ b chữ c hoặc là kết thúc bằng chữ nào đó ví dụ ở đây mình cho kết thúc nó là bằng số 9 đi thì chúng ta bao ok thì các bạn thấy là kết thúc bằng số 9 là có sản phẩm 9 này sản phẩm 19 chín đó. Rồi Ở đây là chứa cái chữ này đó Là không chứa Hoặc là custom filter thì nó, nó cho chúng ta Lọc nâng cao hơn ở trong đây Nếu không biết tiếng Anh thì các bạn thì gõ gọi Google Để dịch ra những cái từ này Để chúng ta biết hiểu được ý nghĩa của nó Rất là dễ thôi, không có gì khó hết Cũng giống như sắp xếp Thì lọc nó cũng cho phép chúng ta lọc Nhiều cột cùng lúc Ví dụ như ở đây mình muốn lọc ra những sản phẩm số 9 Bán trong tháng 5 năm 2024 thì chúng ta cũng sẽ lọc như sau Đầu tiên mình sẽ lọc theo cột ngày bán trước Đó là cột tháng 5 đúng không? Mình kích vô đây, mình bỏ chết 2023 đi Mình mở rộng hai, 2024 ra Mình bỏ chết 2024 và mình chọn lại tháng 5 của 2024 Bấm OK Sau đó à, chúng ta tiếp tục bấm vào cột tên hàng để lọc Theo sản phẩm số 9 Ở đây mình chọn là số 9 Bấm OK Như vậy thì ở đây nó chỉ hiển thị những sản phẩm số 9 đã bán trong tháng 5 tương tự mình muốn lọc thêm một chỉ tiêu nữa đó là bán cho khách hàng A đi đó là sản phẩm bán sản phẩm số 9 bán trong tháng 5 cho khách hàng A thì ở đây mình sẽ kích vào đây mình lọc theo tên khách hàng nữa thêm một lần nữa cho là khách hàng A bấm OK đó và ví dụ như mình muốn lọc theo số lượng ở đơn giá thành tiền gì cũng được thì nó cũng cho phép chúng ta lọc lần lượt theo từng chỉ tiêu như vậy à, ví dụ như mình muốn xóa lọc theo cột nào thì mình kích vào đây mình chọn là clear filter ở cột đó hoặc là ví dụ muốn xóa lọc hết tất cả những cột thì mình vào data mình bấm nút clear ở trên thanh công cụ này cho nó nhanh các bạn dùng chưa rồi như vậy thì qua bài đây phương đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta sắp xếp dữ liệu cũng như là lọc dữ liệu cơ bản trên excel các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục đồng hành ở những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn